Nhưng cũng đã thua đầm lá từ xa tôi được phụ nguồn ôn là bây giờ tên nhà xa khô khổ giờ được nhà bóng đây còn nơi xa tôi được phụ nguồn miền và bóng ôn vào mời lời mất đau xa tôi được phụ ấy mà tiết tiết cái nhóm đồng chôn là tên nhà xa xa khổ តោអន្តរអ៊ូនៅក្នុងផ្សារនឹងបងប្អូនបាទចាំមើលវីដេអូបន្តទៀតអរគុណច្រើនបាទនេះផ្សារទូលទៅគុំបងប្អូនបាទឥឡូវមកដល់ផ្សារចាំមើលទិដ្ឋភាពក្នុងផ្សារមិនអាចពេលខ្ញុំទិញខ្សែហើយបានបន្តដំណើរពុះទៅយកទៅឲ្យបងស្រីគាត់នៅផ្លូវខាងទួលស្លែងណាចាំខ្ញុំបន្តទៅទៀតបងប្អូនបាទហ្នឹងហើយឥឡូវមកដល់ផ្សារ con miên lụ xài thổ ấy. xài thổ u thổ sao cho cá nhân tinh thổ là muốn tinh lại con nâng ta ba xài nâng này xài luôn nâng xài nâng này mà cu mà
lấy mẹ. Đi tới nhà văn rừng rõ lắm ông ôn à lời chạm đàn phương làm nào để chụp bóng xoay nằm bấy nhà con chưa ta làm cái chứ bà chạm được chụp phong bóng bà hợp quân chạy đàn bạn ông ôn lời đi nhóm bán phương làm nào mà đó là sân thạ kia đại là bóng xoay bóng xoay là bóng mấy cơ mục đại quật nạn nữ bà lời nhóm bán mà đó lấy à lời đi nhóm bán phương tài rộng chạm con chẳng hả ông ôn bà rồi chạm quạt mình của nhóm nạt quạt mỏng bay nằm bay chụp quạt đó nè chụp quạt và lời tầm mỏng pì chiềng chẳng được cái đấy nhưng chạm quạt chẳng á không có và rồi chạm ở đó mỏng bay tam ca nó chẳng á nè và đi hà kia đây là quạt nạn nới đi chạm mưa nhóm thò đây mưa không có là sân thà kia mùa relax nè sân thà kia đang đây quạt nạn nới nơi tì cái đồng phân bay chẳng á không có và đi đây nhiều là đồng trăm con và này là cách trồng lấy đi và lấy đi nhóm này cũng phong tờ đồng trăm con ở đó mỏng bầy bàn con ai chụp nhóm bàn chứ nó người ta dựng vừa ca nạt màu con là bầy màu tờ tùa đi ai bán đi nhóm nhà chun từ bóng mạch cầu chứ nó nè và bạn chẳng chăm rong chăm mưa tha một tay tiết đo cầm nọ mau này nhom thở nạt quạt chẳng nhom hàng đằng hai thọt chun tiệt thằng nào mà to tiệt bằng ôn và thọt chun bằng ôn mưa mà to tiệt chẳng á mà con chả ăn bằng ôn và là lời ní đo mau cầm nọ đấy là mình gặt cho mau ấy giờ mới gặt cho mau ấy bạn chụp kia bạn nhà bạn tạo bong mạch cầu bà mình quạt cho mau hay lấy những đào để chụp quạt bà hello nè mình bàn chụp nè mình nha bàn chụp nia rồi bàn thằng nhà bàn tới bong bà